trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Thưa quý vị, Giác quan thứ 6 là một chương trình mới nói về những điều kỳ lạ, những giác quan đặc biệt của con người. Con người chúng ta có 5 giác quan thì ai cũng biết rồi: khứu giác, thính giác, vị giác, thị giác và xúc giác. Còn giác quan thứ 6, mặc dù khoa học hiện nay đã rất tiến bộ nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thể xác minh được. Đúng như vậy, và em lại có cái giác quan thứ 6 mạnh khi mà em có cái suy nghĩ là chồng mình hình như đang có cái gì hơi kỳ kỳ, hơi lạ lạ, thái độ lạ lạ đó. Thì cái đó là cái giác quan của em rất là mạnh. Còn có bao giờ em nghe nói về những cặp sinh đôi mà họ có thể là cảm nhận được cái nỗi đau lẫn nhau không? Có, cái này có. Em đã từng chứng kiến một cặp sinh đôi là hai người con trai, và khi mà cái người anh bị tai nạn thì tự nhiên cái người em ở nhà đang ngồi lăn đùng ra xỉu đó. Và trong cùng một thời điểm, là cái đó là em từng chứng kiến. Wow. Dạ. Người ta hay nói á, giác quan thứ 6 ở phụ nữ mạnh hơn. Như vậy thì nếu như đó là một cặp sinh đôi nữ thì sao? Anh gợi ý như vậy thì làm em liên tưởng ngay đến khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ em xin tặng anh và tất cả khán giả ở đây hai câu thơ để miêu tả khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Dữ à. Đầu lòng hai ạ Tố Nga. Thi Kiều Thi Vân sao? Không phải, thời xưa thôi, thời nay nè. Đầu lòng hai ạ Tố Nga. Nam anh là chị, em là nam em. Ồ, xin mời. Xin mời. Vâng, hai chị em sinh đôi rất là hot của showbiz Việt Nam, Nam Anh và Nam Em. Chà, giống nhau khủng khiếp luôn á ta. Hồi nãy là ở trong hậu trường là em có nhầm Nam Anh là Nam Em luôn á. Chính xác, chính xác. Ủa nhưng mà cái tên Nam Em thì nghe có vẻ phụ nữ, còn tại sao em là con gái mà đặt là Nam Anh vậy cưng? Dạ, Nam Anh là nghệ danh của em. À, là nghệ danh, còn tên thật? Dạ, tên thật là Nam Chị. Hoàng Nam Chị. Hoàng Nam Chị. Ngày hôm nay anh và chị Dạ đang rất mong muốn nghe câu chuyện của hai chị em. Có bao giờ hai em đã có cái cảm giác là mình đang có giác quan thứ 6 với nhau hay chưa? Mời Nam Em chia sẻ. Em chia sẻ cái điều thực tế là cái thay thù lù của em. Là sao? Cái thay thù lù gì? Chị thấy đang rất là gọn gàng. Không, em đang bị béo, nhưng mà lúc mà em bị tăng cân một cách đột biến á, thì em cảm nhận được là chắc em khó xuống lắm. Tại vì em nhớ lại cái thời năm chị bị tăng cân mà cũng đột biến á, không phải mấy năm trời mới xuống được. Cho nên là lúc đó em thấy là trời, cả một bầu trời bế tắc hả? Nó liên quan gì tới cái giác quan thứ 6 vậy em? Em thấy liên quan quá trời luôn mà. Liên quan chỗ nào và khúc nào vậy ta? Em thấy là nó hợp lý quá mà. Không, ý năm em có phải vậy không em? Có nghĩa là chị em ăn mà em mập hả? Đúng rồi. Kiểu như cái đợt đó là em ăn quá trời ăn mà bà này bà mập thay em. Còn bây giờ em không ăn gì hết thì em mập thay bà. Ý là giờ bạn muốn giảm cân là tôi phải nhịn ăn á hả? Có nghĩa là giờ bạn phải thù lù lên thì tôi mới ốm lại được. Bạn hiểu ý tôi không? Là quý vị đang theo dõi đài có hiểu gì không ạ? À? Còn tôi đứng đây thì tôi chưa hiểu gì hết. Dạ em cũng vậy anh Tiên ơi. Em không biết cái câu chuyện này có phải là giác quan thứ 6 hay không, nhưng mà em cứ thử kể đại đi. Là cái ngày hôm đó là bà Nam Em tuổi thơ mà bà Nam Em giữ heo. Còn em thì em tranh thủ trong giờ giữ heo thì em đi câu cá. Mà cái chỗ câu cá nó cũng hơi hơi gần cái chuồng heo. Thì tự nhiên em đang câu cá thì em có một cái linh cảm gì đó nó sâu sâu. Em biết vụ gì rồi đó. Xong tiếp nè. Có phải là cái lúc đó là cái lúc mà cái giọng nó tét làm đôi. Chà, tôi rớt xuống dưới. Thì do nó là như vậy đó. Có nghĩa là lắng ở dưới cái giọng là cái bậc bê tông. Có nghĩa là chuồng heo là xây bê tông á. Thì em rất đập đầu xuống cái bê tông, đập đầu xuống sàn mà hai chân em còn treo. Được, cảm ơn một cái câu chuyện hết sức dễ thương của hai chị em Nam Anh và Nam Em. Bây giờ thì xin mời hai khách mời của chúng ta về vị trí của mình. Xin mời. Xin chào mừng quý vị
vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Chương trình Giác quan thứ 6 là một chương trình chúng ta sẽ trải qua 3 phần thử thách. Thử thách đầu tiên mang tên là xuyên thấu. Xuyên thấu. Xuyên thấu. Ủa là xuyên thấu là sao? Nó không có. Xuyên thấu nó có phải giống như trong phim không chị? Là ví dụ bà năm em đứng đây. Xuyên thấu. Hai em làm anh liên tưởng tới xanh thanh xà bạch xà đó. Hai đứa lượn qua lượn lại. Xuyên thấu có nghĩa là theo năm em với năm anh nghĩ là xuyên thấu là đi xuyên qua nhau á. Đi xuyên qua nhau. Lát nữa anh sẽ giải thích. Thử thách thứ hai có tên gọi là phán đoán tài tình và thứ ba có tên gọi là ngôi sao may mắn. Và bây giờ, thử thách đầu tiên, xuyên thấu. Rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ gặp gỡ ba chàng trai đảm bảo đẹp trai. Có trai đẹp là được. Và trong lần gặp đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy được dáng hình của họ đứng sau một tấm màn trắng thôi. Mỗi người sẽ chia sẻ một đoạn ngắn giới thiệu về bản thân cũng như là quan điểm của họ. Sau đó thì chúng ta sẽ được thấy ba gương mặt nằm bất kỳ. Nhiệm vụ của hai bạn sẽ phải dùng giác quan thứ 6 của mình đoán xem gương mặt nào là của cái body shape đó. Đúng rồi, ở cái cơ thể nào. Rất đơn giản. Và nếu như ai đưa ra lựa chọn chính xác sẽ mang về cho mình 5 điểm. Và bây giờ thì dòng 1 mang tên xuyên thấu xin được phép bắt đầu. Bạn nhìn thấy giống ai đó nhói tim. Nhói tim. Nhói tim. Gì vậy năm em? Anh trai chính giữa đau đầu rồi. Em xin hỏi là cái anh thứ nhất là anh đang xây vô hay xây ra? Sao em thấy có một cái người đang đứng xây ra là ai vậy ta? Người ta xây ra xây vô gì kệ người ta. Có một người đứng đi ra kia ô bên kia. Bên đây cũng xây ra nè. Ủa sao cái kia, bóng kia nó bị ngược? Đề nghị hai bạn đừng làm cho khán giả hoang mang nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chàng trai đầu tiên được chia sẻ về bản thân. Xin mời. Tôi là gấu mập. Tuy hơi mập một chút nhưng tôi chạy rất là nhanh đó nha. Gấu mập. Và người phụ nữ mà tôi thích không cần phải đẹp, không cần phải giỏi, phải mập hả anh? Chỉ cần cô ấy biết quan tâm, biết chia sẻ và không tạo áp lực cho người đàn ông, và đặc biệt là ít nói. Theo tôi, giác quan thứ 6 của phụ nữ 90% là chính xác. Vì khi họ đã muốn biết một điều gì đó thì tất nhiên là họ đã biết câu trả lời rồi. Vì thế cách tốt nhất của người đàn ông thì chúng ta nên nói thật và nhận lỗi nếu như mình đã sai. Đó là quan điểm của tôi. Nam anh, nam em. Dạ. Nghe cái giọng đó, thấy cái hình đó, đoán thử xem cái gương mặt ảnh làm sao. Em nghĩ là ảnh là một người đàn ông sẽ hơi trưởng thành, chững chạc. Nhưng mặt ảnh sẽ không theo đẹp theo kiểu điển trai. Có thể là mắt sẽ hai mí, mũi sẽ hơi thấp một chút, miệng thì hơi bự. Mặt thì da sẽ không đẹp lắm. Em bắt đầu thấy sợ sợ nam em rồi đó. Em thấy được tới đó luôn hả? Em cảm được khuôn mặt luôn mà. Nhưng mà đúng hay không thì em không biết thôi. Em có một giác quan thứ 6. Đó, rồi, nói nè. Anh chinh giữa mọi... Gì vậy? Đang hỏi đầu tiên mà. Trời ơi, chinh giữa tội nghiệp cho đổi cái tay đi, mỏi lắm rồi. Cái đó là anh tự chọn đó. Anh thích vậy. Còn anh số 1 thôi, không bàn đâu. Tại vì nay anh nó không có thích phụ nữ nói nhiều. Thôi mà, người ta nói vậy thôi. Và xin nhắc em, đây không phải là chương trình hẹn hò, cho nên em cũng đừng có quan tâm lắm nha. Hãy dùng giác quan thứ 6 của mình đi em. Giác quan thứ 6 hả? Mặc dù là cái phản chiếu của nó rất là cao, nhưng mà em nghĩ ngược lại thì hơi lùng. Mặc dù phản chiếu nhìn hai cái chân nó nhơm, em nghĩ không có ốm, mặt tròn. Với lại cái tóc hình như là hơi ngắn á. Ừ, có thể là không có tóc luôn á. Không có tóc luôn á. Không có tóc nhưng mà nó ngắn. Trời ơi, ai thấu cho tôi. Tại sao có thể xuất sắc như vậy chứ? Hay quá em ơi. Mới nghe cái giọng thôi là biết được người ta không có tóc luôn rồi. Cạo trọc đầu của con ta luôn. Nhớ bạn anh chính giữa nha. Tội nghiệp anh chính giữa. Tới anh chính giữa nè, tới chính giữa của em nè. Xin mời chàng trai đứng chính giữa.
Tôi là Jerry, tôi tuổi chuột. Mọi người nhìn bề ngoài thường bảo tôi là người khó gần, lạnh lùng. Nhưng thật ra khi tiếp xúc, mọi người sẽ biết tôi là một người rất thân thiện và hòa đồng. Tôi rất thích những cô gái lịch sự, điềm đạm. Em cứ việc ngoan hiền, thế giới cứ để anh lo. Tôi biết khó lòng có thể qua mắt được giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Do đó tôi đến đây để giúp các cô gái xinh đẹp phát huy giác quan thứ 6 đó. Em thấy cái giọng nói là nó hơi bắc thì... Trai Bắc thường hay đẹp trai lắm mà giọng thì rất là ấm. Thì em nghĩ khuôn mặt bạn này chắc sẽ hơi nhỏ. Những cái nét thì nó sẽ rất rõ. Bạn này mặt sẽ rất nét. Tóc thì em nghĩ chắc là màu đen đó. Dễ sợ thì cái gu bạn là để tóc hai mái á. Xong có mấy cọng chọt chọt nữa. Bạn này có sức chịu đựng nè. Chịu đựng về cái gì em? Mỏi quá. Mỏi quá. Chị đề nghị em nói về vấn đề chính là nhan sắc. Về mặt nhan sắc thì bà năm em nói hết rồi. Và em cũng đồng ý như vậy. Em cũng đồng ý luôn. Nhan sắc bạn này tựa tựa cái bạn Nguyễn Trần Trung Quân nè. Không biết đúng hồi em phán lại như thần hồi ra say vét hết cho nơi đập mặt vô tường. Nhưng mà cái bạn này ốm mặt chói choang.